Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khăm Bay Đầm Lắc làm trưởng đoàn, nhận chuyến thăm và làm việc của đoàn tại thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết hoan nghênh Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khăm Bay Đầm Lắc và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đã đến thăm Đà Nẵng, giới thiệu khái quát về những nét nổi bật của Đà Nẵng, cập nhật tình hình kinh tế xã hội thành phố, đồng thời khẳng định về mối quan hệ khăng khít với Lào qua các hoạt động hợp tác, giao lưu, kết nghĩa trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định thành phố Đà Nẵng sẽ không ngừng vun đắp mối quan hệ giữa hai nước để mối quan hệ Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khăm Bay Đầm Lắc bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu của thành phố Đà Nẵng, bày tỏ ấn tượng về sự phát triển toàn diện của Đà Nẵng nói riêng cũng như của Việt Nam nói chung trong thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào chúc cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt-Lào cũng như của Đà Nẵng và các địa phương của Lào không ngừng vững bước đi lên. Tại buổi thăm, hai bên cũng trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác Quốc hội và công tác Hội đồng Nhân dân.